Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Michael Malloy, thường gọi là Mike, lúc sinh thời là một tay nát rượu như hàng ngàn người mất việc khác ở thành phố New York trong thời kỳ đại suy thoái 1929-1939. Ban ngày, ông ấy làm thuê vài việc vặt, đến tối lại bén mảng đến quán rượu lậu. Người đàn ông này xuất thân bình thường, cuộc đời cũng không có gì nổi bật nhưng lại 5 lần thoát khỏi các phi vụ ám sát. Vì vậy, ông được mệnh danh là nạn nhân cứng đầu nhất, Mike người sắt hay ông Mike bền bỉ. Quán rượu mà Mike thường lui tới là do Tony Marino, 27 tuổi mở trái phép. Chuyện tiền nong của Tony cũng rất lận đận vì khó mà thu tiền từ những tay nát rượu. Do đó, Tony bàn bạc với hai người bạn Francis Barker và Daniel Kreisberg về kế hoạch đoạt mạng Mike rồi dàn dựng giấy tờ để lừa tiền bảo hiểm. Trước đó, Tony từng ám sát một phụ nữ vô gia cư và nhận về 2.000 USD. Vì vậy, ông ta nghĩ rằng Mike sẽ là một mục tiêu dễ dàng hơn. Xét thấy người này luôn say xỉn, tinh thần chẳng có lúc nào minh mẫn. Tuy nhiên, để tránh bị công ty bảo hiểm và cảnh sát nghi ngờ, Tony đứng ra thiết lập nhóm hung thủ bao gồm tới 8 người. Ước tính, nếu phi vụ thành công, mỗi kẻ thủ ác sẽ được chia khoảng 3.576 USD, tương đương với 65.000 USD theo trị giá ngày nay. Do nghiện rượu nặng, sức khỏe của Mike vốn rất yếu kém. Nhóm hung thủ nghĩ rằng chỉ cần chút rượu liên tục là có thể đoạt mạng của ông, ngụy tạo nguyên nhân cái chết là do ngộ độc rượu. Tuy nhiên, sau 3 ngày bù khú liên tục, Mike vẫn sống sờ sờ ra. Lần ám sát thứ hai, Tony quyết định hạ độc. Một số tài liệu cho rằng ông ta đã dùng rượu gỗ nguyên chất. Đây là một rượu methanol được chưng cất từ gỗ và có độc tính cực mạnh. Chỉ cần một ngụm nhỏ cũng có thể gây mù mắt. Liều lượng cao hơn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Tony đã chờ cho Mike ngà ngà say whisky rồi mới pha thêm rượu gỗ nguyên chất khiến nạn nhân không thể nhận ra. Kết quả đúng như dự đoán, Mike vô tư uống hết rồi ngã lăn ra sàn bất tỉnh. Nhưng thay vì trút hơi thở cuối cùng, ông ấy bắt đầu ngáy. Vài giờ sau, Mike tỉnh dậy và đòi thêm rượu. Băng nhóm tội phạm không hiểu kịch bản tẩm độc vào rượu có sai sót ở chỗ nào, nhưng bọn chúng quyết định chuyển sang đầu độc thức ăn. Mike lại được mời ăn hàu sống miễn phí, nhưng đã được ướp qua rượu biến tính, bị methyl hóa trở nên độc hại. Thế rồi cũng giống như lần trước, Mike chỉ ở hơi chứ không nguy kịch gì. Lần kế tiếp, Mike bị ám sát bằng món bánh mì sandwich cá mòi có chứa nhiều chất độc hại, còn có mảnh vụn thủy tinh lẫn đinh nhỏ. Tuy nhiên, ông ấy vẫn bất tử đến kỳ lạ. Sau 3 lần ám sát bất thành, nhóm hung thủ bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Nếu tình trạng cứ tiếp diễn, bọn chúng sẽ lỗ nặng vì tiền rượu whisky còn hơn số tiền bảo hiểm. Vì vậy, băng nhóm chuyển sang kế hoạch táo tợn hơn. Bọn chúng chờ Mike say túy lý rồi khiêng ra công viên đóng tuyết, thậm chí còn dội 20 lít nước lạnh để giết người. Nhưng Tony và đồng bọn vô cùng sững sờ khi thấy Mike xuất hiện ở quầy rượu vào ngày hôm sau, than phiền vì bị cảm lạnh. Xem ra mùa đông rét căm căm của New York cũng không làm suy suyển được Mike người sắt. Lần thứ 5 và cũng là kế hoạch tàn độc nhất, lôi kéo người lái taxi tên Harry Green vào đường dây tội phạm. Vào lúc nửa đêm, Harry có nhiệm vụ ném Mike ra giữa một con đường tối đen. Kế hoạch tiến triển đúng như mong đợi, nhưng đến lúc nguy cấp nhất, Mike lại tỉnh dậy và lách người thành công khỏi chiếc ô tô đang lao vun vút về phía mình. Sau hai lần né tránh như vậy, cuối cùng Mike vẫn bị một chiếc taxi đâm trúng từ phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng đó, nhóm hung thủ đắc ý bỏ về nhà, chờ đợi cảnh sát thông báo cái chết của Mike. Một tuần sau, băng nhóm tội phạm đã giả làm người thân của Mike để gọi đến nhà xác và bệnh viện, hy vọng nghe được thông tin về việc người đàn ông tử vong trên đường. Bất ngờ thay, Mike bằng xương bằng thịt lại khập khiễng tiến đến quầy rượu. Ông ấy vẫn giữ tinh thần khá tỉnh táo dù bị chấn thương sọ não và gãy xương vai. Các vụ ám sát bắt đầu tháng 7 năm 1932 kéo qua hết mùa đông đều không thành công, trong khi thời hạn nhận bảo hiểm theo điều khoản là hết tháng 2 năm 1933. Băng nhóm sốt ruột định thuê sát thủ chuyên nghiệp nhưng cũng không đủ tiền chi trả.
Ngày 21 tháng 2 năm 1933, cuối cùng nhóm tội phạm đã hạ sát được Mai bằng khí CO2. Sau đó, một bác sĩ biến chất đã làm giả giấy chứng tử che đậy nguyên nhân tử vong. Băng nhóm nhận về trót lọt 800 USD từ công ty bảo hiểm Metropolitan. Tuy nhiên, khi vòi tiền của công ty bảo hiểm thứ hai là Prudential thì gặp rắc rối lớn. Phía Prudential yêu cầu được kiểm tra thi thể. Nhóm hung thủ nói rằng đã an táng mất rồi, vậy nên công ty bảo hiểm nhờ cậy cơ quan chức năng vào cuộc. Đến tháng 5 năm 1933, thi thể của Mai được khai quật. Khám nghiệm cho thấy nguyên nhân cái chết không phải là viêm phổi thùy như giấy chứng tử đã viết. Kế tiếp, vụ án nhanh chóng được phá nhờ tài xế Harry Green lên tiếng tố cáo đồng bọn ăn chia không đồng đều. Sau đó, cảnh sát còn phát hiện ra người phụ nữ vô gia cư đã bị Tony hãm hại từ trước với động cơ tương tự là lừa tiền bảo hiểm. Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã tóm gọn tất cả 8 tên tội phạm quỷ quyệt. Sau các phiên tòa, băng nhóm này đã nhận hình phạt là tử hình bằng ghế điện vào năm 1933-1934. Riêng tài xế Harry Green được khoan hồng, chỉ phải ngồi tù nhiều năm. Sau khi qua đời, Michael Malloy đã trở nên nổi tiếng vì nhiều phen thoát chết vô tiền khoáng hậu. Ngoài ra, ông ấy còn là một trong các nạn nhân đầu tiên được điều tra bởi phòng khám nghiệm tử thi thuộc Sở Cảnh sát thành phố New York. Công nữ Ngọc Hoa, tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Ngọc Hoa, không một tài liệu lịch sử nào ghi lại năm sinh của công nữ Ngọc Hoa. Theo một tài liệu lịch sử ở Việt Nam và những câu chuyện còn đang được lưu truyền ở Nhật Bản, công nữ Ngọc Hoa là con gái nuôi của chú sải Nguyễn Phúc Nguyên, sau được gả cho một doanh nhân người Nhật Araki Sotaro đến Việt Nam buôn bán. Câu chuyện giữa công nữ Ngọc Hoa và chồng đã trở thành một giai thoại phổ biến ở tỉnh Nagasaki, Nhật Bản. Trong khi đó, Araki Sotaro vốn là một samurai võ sĩ đạo, nhưng về sau đã rẽ hướng sang nghề buôn. Đầu thế kỷ 17, ông dẫn đầu đoàn thương nhân Nhật Bản đến Việt Nam giao dịch. Araki Sotaro lúc đấy lấy tên Việt là Nguyễn Thái Lan. Năm 1619, Araki Sotaro gặp công nữ Ngọc Hoa, con gái nuôi của chú sải Nguyễn Phúc Nguyên. Cả hai nhanh chóng phải lòng nhau. Một thời gian sau, chúa sải gả công nữ Ngọc Hoa cho Araki Sotaro. Năm 1620, Araki Sotaro đưa vợ mới cưới về quê nhà Nhật Bản. Công nữ Ngọc Hoa được người dân địa phương chào đón nồng nhiệt bởi sự xinh đẹp hơn người và tính tình hiền lành, hòa thuận. Cuộc đón tiếp long trọng đã được tổ chức dành riêng cho cô dâu có thân phận cao quý từ một đất nước xa xôi. Ngoài cái tên Wakaku hay Wakaku Tome, công nữ Ngọc Hoa còn được mọi người gọi bằng cái tên thân mật là Anio-san. Ngoài ra, do thân phận cao quý, bà còn được gọi một cách trang trọng là Anio Hime. Hime nghĩa là công chúa. Công nữ Ngọc Hoa được ban pháp danh Diệu Tâm. Không những xinh đẹp, hội tụ đủ công dung ngôn hạnh mà công nữ Ngọc Hoa còn hòa thuận và giúp đỡ người xung quanh. Bà cũng thường xuyên đứng ra giải quyết những khó khăn cho người dân địa phương khi giao dịch với Việt Nam. Chính vì thế, người dân Nhật Bản rất yêu mến và kính trọng bà. Khi vừa về Nhật Bản, Araki Sotaro đã mở một trung tâm thương mại tại nơi sinh sống. Ông và công nữ Ngọc Hoa đã cùng nhau điều hành nơi này. 15 năm sau, Araki Sotaro qua đời, công nữ Ngọc Hoa vẫn tiếp tục đảm nhận công việc sổ sách ở cơ sở kinh doanh của chồng. Thời gian sau đó, bà tích cực thúc đẩy mối quan hệ buôn bán giữa Nhật Bản và triều đình nhà Nguyễn. Công nữ Ngọc Hoa có một người con gái duy nhất. Từ khi lấy chồng và định cư tại Nhật Bản, bà chưa bao giờ đặt chân về Việt Nam. Thậm chí khi chồng trở lại Quảng Nam Việt Nam vào năm 1622, công nữ Ngọc Hoa cũng không đi cùng. Công nữ Ngọc Hoa sống tại Nhật Bản được 26 năm, qua đời năm 1645, trong ngày giỗ thứ 10 của chồng. Bà an nghỉ tại chùa Daionji, Đại Âm Tự, tỉnh Nagasaki. Hiện tại, chính quyền Nhật Bản đã cho dựng bản tiểu sử ngắn gọn của Araki Sotaro và công nữ Ngọc Hoa trước khu nghĩa trang của chùa Daionji. Khi bà mất, việc giao thương buôn bán giữa Việt Nam và Nhật Bản đã bị gián đoạn suốt một thời gian dài sau đó. Rất nhiều người cho rằng chính công nữ Ngọc Hoa đã giúp văn hóa Việt Nam ảnh hưởng đến cuộc sống người dân Nagasaki. Công nữ Ngọc Hoa được xem là biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Nhật. Ngày 13 tháng 2 năm 2004, chính quyền Việt Nam đã đặt tên một con đường ở phố cổ Hội An theo tên của công nữ Ngọc Hoa. Tại tỉnh Nagasaki, Nhật Bản,
vẫn diễn ra lễ hội Okunchi tái hiện lại hình ảnh đón tiếp cô dâu Việt đầu thế kỷ 17, kéo dài từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 hàng năm.